Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ nói chuyện về Đại sứ quán Mỹ. Thì thưa các bạn, đây mình đang trên con đường. Con đường này thì là con đường, nó là ngã tư giữa Trần Thành Thái với cả gọi là Trương Công Giai. Thì thưa các bạn, thì cái con đường Trương Công Giai này sẽ là một mặt của gọi là Đại sứ quán Mỹ mới. Đại sứ quán Mỹ mới thì nằm ở vị trí rất đắc địa tại quận Cầu Giấy, thưa quý vị, có khoảng trên 3,2 hecta gì đó và đã được khởi công một lần và giờ phút này quay trở lại khởi công tiếp. Thì nó được xây dựng vào rơi vào khoảng nhiều tỷ đô la, khoảng hơn 1 tỷ đô la và dự kiến hoàn thành nó rơi vào khoảng tầm 6 năm. Đấy quý vị ạ, quanh quẩn 6 năm. Và đặc biệt nữa thưa quý vị, nó sẽ có hai nhà thầu của Mỹ và một nhà thầu phụ Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại giờ cái nhà thầu phụ đó đang làm công tác giải phóng mặt bằng và có thể là đã xong rồi và bây giờ đã cũng làm những bước gọi là đào đất. Tại vì ngày xưa khi mà chưa xây dựng ấy thì cái mảnh đất của Đại sứ quán Mỹ người ta đã để đổ rác và mình đã làm một chương trình liên quan Đại sứ quán Mỹ gần đây thôi, liên quan đến rác. Và đây thì vẫn là một con đường này là vẫn là con đường Trương Công Giai. Và đây thưa quý vị là Đại học FPT. Đấy, đây là trung tâm của FPT. Và bên tay trái của chúng ta đây thì thưa quý vị, đây là công viên Cầu Giấy. Đấy, quý vị nhìn công viên Cầu Giấy nhá. Nói chung là, và thưa quý vị đây, mình đi từ từ cho quý vị để quý vị thấy rằng đây mặt trước của chúng ta đây, quý vị thấy không, có gì không? Đó là mảnh đất đang xây dựng. Đang xây dựng, nó là bốn mặt tiền nhá. Cái mặt tiền này thì mình chưa biết con phố này tên là gì, chắc chưa đặt. Đây là Đại sứ quán Mỹ tương lai, phải nói chính xác thế. Và Đại sứ quán Mỹ tương lai này sẽ rất là hiện đại. Theo tiêu chuẩn mà xây Đại sứ quán Mỹ khắp nơi trên thế giới thì nhà thầu rất quan trọng. Và nhà thầu đặc biệt là nhà thầu phải nhà thầu của Mỹ, tại vì họ nhiều cái bí mật đó. Thế nhưng mà có thể là tùy nước, có thể là họ tin tưởng như nào đó. Thì 100% thì sẽ có nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ ấy nhá, nhà thầu phụ và được kiểm tra rất nghiêm ngặt tại vì nó có những cái bí mật riêng. Và đây là con phố Hoàng Quách Chi. Đấy. Đấy, thêm một mặt nữa là Hoàng Quách Chi, và cái chi này sẽ được đã quy hoạch đầy đủ nhá, là những cái chung cư tòa nhà gọi là ở. Đấy, chung cư đấy. Và đã xây dựng cũng rất là đẹp rồi. Nói chung là mảnh đất này thì là mảnh đất vàng rồi, mảnh đất tỷ đô rồi. Và đặc biệt nếu mà đã xây dựng như này thì quý vị biết rằng là Việt Nam mình khi mà cho thuê đất ấy, thì quý vị phải hiểu rằng là thường 70 năm thôi, trường hợp đặc biệt là 99 năm. Đây là mảnh đất được đang thuê 99 năm. Rõ ràng là sự gắn kết của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ rất là bền chặt. Tại vì với một cái thuê thế chắc là bền chặt. Mà xây dựng một cái đại sứ quán đắt nhất trong những cái đại sứ quán đắt của Hoa Kỳ trên toàn thế giới thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã rất là đặt trọng Việt Nam. Và đây là thưa quý vị, đây là một mặt phố nữa. Mặt phố này thì thưa quý vị, nhiều người thì nỗi mình vừa đi qua đấy. Đây là cái mặt phố mà quý vị nhìn đây. Đây là trước mặt nhá, là bệnh viện. Đây là bệnh viện huyết học, đấy, truyền máu trung ương. Còn cái trước cái mặt kia quý vị biết là gì không? Trước cái mặt kia là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Còn kia là có một cái tòa nhà nữa và có những khu đất trống mà sau sẽ xây chung cư. Và đây, đây là mặt của Đại sứ quán. Đấy, thì mình sẽ đi vào trong cái phố này thì nó cũng là Phạm Văn ABC đấy, nhưng thưa quý vị là đấy, Phạm Văn Bạch đấy chẳng hạn đấy, nó có hai mặt. Nhưng đấy, cái phố này thì hiện tại bây giờ đây. Đấy, bên này FPT nhá, quý vị nhìn không, FPT này. Đấy, bên này lại, nói chung là mảnh đất này rất là đẹp. Đấy, thì mình nói sơ qua và 100% đã khởi công trở lại. Khởi công trở lại là gì? Đã thấy đào đất, chuyển hết đất đi rồi này. Ở trước thì này, và thứ hai là đào những cái gì. Và đây là có chữ ghi rất rõ đây. Ở ngoài này thì mình sẽ cho quý vị xem thôi. Đấy, nhìn từ xa chúng ta sẽ đọc được cái đó. Thì đây, thì là mình sẽ, thì đấy là báo tin cho quý vị biết thôi. Nhưng mà mình sẽ đi một vòng xong rồi thì bắt đầu mình đi, vừa đi vừa nói chuyện với các bạn liên quan đến vấn đề Đại sứ quán Mỹ. Nói chung là Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ thì Việt Nam cũng vừa mua một mảnh đất tại Washington DC. Quý vị biết là Washington DC nó khác là tiểu bang Washington nhá. Washington DC nó ở bờ đông. Đấy, còn tiểu bang kia nó ở phía tây bắc. Thì Đại sứ quán Mỹ thì hiện tại bây giờ đang nằm tại Láng Hạ của thủ đô Hà Nội.
mấy chục năm nay rồi, từ khi bình thường hóa quan hệ sau năm 1995. Và Tổng lãnh sự quán Mỹ thì nằm ở đường Lê Duẩn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và đấy là những nơi họ thuê ở thành ở Lê Duẩn. Thì ngày xưa các bạn nhớ rằng nó có, trước năm 1975 thì nó có hai đại sứ quán ở đó, là đại sứ quán Pháp đấy, và đại sứ quán Mỹ. Và thưa quý vị, sau này khi bình thường hóa quan hệ thì hai nước cũng đã có những đàm phán với nhau liên quan những cái gì đang tồn đọng, liên quan những gì trong quá khứ, vân vân vân. Và họ đã lấy lại, thuê lại, lấy lại ở gọi là địa chỉ là ở chỗ Lê Duẩn, là làm tổng lãnh sự quán. Còn ở Hà Nội thì thủ đô thì các bạn biết rồi, bắt buộc là đại sứ quán là phải ở thủ đô đấy, do chưa có gọi là những cái đàm phán với nhau nó chưa được hợp tình hợp lý, cho nên là đại sứ quán Mỹ nó vẫn nằm ở Lăng Hạ. Và sau bao năm thì giờ phút này thì đại sứ quán Mỹ đã có một cái địa điểm rất là đẹp để mà xây dựng, nó giống như đại sứ quán Nga ngày xưa của chúng ta, nó nằm trên đường đối diện bệnh viện Sanh Bôn ấy của Hà Nội mình ấy, thưa quý vị. Thì bây giờ là trả lại cho Bộ Tư pháp ấy, thì họ đã có mảnh đất rất đẹp ở gọi là Thủ Lệ đấy, gần Thủ Lệ, ở Cầu Giấy gần Thủ Lệ, gần trường Đại học Giao thông Vận tải. Và họ đã xây một đại sứ quán rất to và hoành tráng ở đó rất nhiều năm nay rồi. Đây, ông đại sứ quán Trung Quốc thì ông ấy có được một cái vị trí rất là đắc địa. Đấy, quý vị biết là đại sứ quán Trung Quốc thì nằm ở chỗ Hoàng Diệu và Trần Phú, rất là đắc địa đúng không? Thì thôi, chỗ ấy quá đẹp rồi. Ngày xưa thì đại sứ quán Nga cũng nằm ở chỗ Trần Phú đấy, ở chỗ bây giờ tòa nhà Bộ Tư pháp ấy. Thế nhưng mà đối diện với bệnh viện Sanh Bôn ấy, thì nhưng mà thưa quý vị thì đã trả lại, thì bạn đã ra chung mới. Và đồng Trung Quốc thì ông vẫn hiện tại đang ở đó. Nói chung là những cái đại sứ quán của những cái nước mà lớn của thế giới tại Việt Nam ấy, thì quý vị biết rằng là họ đều có những cái vị trí rất đắc địa. Thế nhưng mà riêng Mỹ chỉ có đại tổng lãnh sự thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh là đắc địa thôi. Thế còn ngoài Bắc thì ở đường Láng Hạ, đối diện Fortuna. Cái đường Láng thì nó cũng là đường đôi thôi, nhưng mà nó lại xa trung tâm là một. Thứ hai, cái chỗ đấy nó cũng chỉ là một cái tòa nhà cao tầng thôi, và diện tích nó không phải to lắm. Nói chung là đối với quy mô một cường quốc như Hoa Kỳ mà cái đại sứ quán mà tại Hà Nội thì nhìn trông nó hơi phèn. Mình nói thẳng quý vị là quá phèn. Thế còn nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì lại quá đỉnh. Ông Pháp thì quý vị biết rằng là ở Hà Nội ấy, thì nằm trên một chỗ cũng rất đẹp, là Trần Hưng Đạo với cả Bà Triệu, thì nó rất là đẹp rồi. Và thành phố Hồ Chí Minh nó cũng quá đẹp nữa, không phải gì bàn nữa. Thế tóm lại đấy là những cái nơi mà mình biết, thì giờ phút này mà đại sứ quán Mỹ có được nơi xây dựng đẹp như này thì chuẩn rồi. Bốn mặt tiền ở một khu trung tâm hành chính sự nghiệp mới của quận Cầu Giấy, rất hiện đại và rất là nhiều cả tầng tầng. Nói chung là thủ phủ của văn phòng, thủ phủ của tòa nhà gọi là của các tập đoàn, và có các công viên lớn vây quanh rất là đẹp. Trước mặt thì mai sau này thì sẽ có công viên, nói chung hai bên là công viên Cầu Giấy thì rất to đẹp rồi, hoành tráng rồi. Trước mặt nữa là công viên Hồ Điều Hòa của gọi là Vingroup đang xây dựng ấy, mà có cả cung thiếu nhi ấy. Đấy, sát vào Nepa thì quá đỉnh rồi thưa quý vị. Thì đó là tất cả những cái gì hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn liên quan đến vấn đề câu chuyện về đại sứ quán Mỹ. Thế nhiều bạn ở xa thì không biết đại sứ quán Mỹ nó như thế nào, thì đôi khi nghe báo chí thì ABC thôi, mình quay lại đỡ phải gì thì lại ABC đúng không quý vị. Thế nhưng mà thực ra sự thực là như thế thì chúng ta phải nắm rõ nhá. Và bây giờ bắt đầu xây dựng, nhưng mà nói thẳng nhá là 6 năm nữa mới hoàn thành cơ, và hơn 1 tỷ đô la đấy. Có hai nhà thầu chính của Mỹ và một nhà thầu phụ của Mỹ, của Việt Nam, ở gọi trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái mình nắm bắt được thông tin. Và mọi thứ thì đấy, có những hình ảnh sau ấy thì mình đã đưa cho các bạn những hình ảnh, thì các bạn sẽ thấy rất là đẹp. Đấy, thì những bức ảnh trên cao xuống. Thì tóm lại là mình thì chỉ muốn đưa những cái sự thực đấy. Cái gì đó tiêu cực thì mình sẽ sẵn sàng nói tiêu cực, nhưng cái gì đúng và chuẩn thì mình cũng phải nói các vấn đề. Nói chung là phải, thứ nhất là phải nói đúng cái vấn đề, bản chất vấn đề. Đấy, sau đó là mình mới nói về tại sao nó như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ ngồi hét hò hét lên, chúng ta đổi tội hết thì nó lại là sai, sai bản chất của vấn đề, và làm cho những người ở xa người ta không hiểu. Ví dụ đây thế thôi, đây là một con đường, quý vị biết rằng đây là một con đường rất là nhỏ, ngày xưa nó là trực thuộc khu đô thị mới của Dịch Vọng. Thì nhà cửa ở đây thì nó là ngõ của cái phố Trần Thái Tông thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì họ thuê, họ làm nhà hàng, họ thuê, họ làm văn phòng, họ thuê ABC, thì cái việc ô tô vào, cái việc mà tắc đường, cái việc mà nhiều ô tô đỗ là chuyện bình thường. Đấy, nhưng cái này thì chúng ta cũng phải bàn luận lại.
Nói chung ở Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ đang có những cái vấn đề sai lầm liên quan đến vấn đề đã quy hoạch nhà ở thì là nhà ở. Đấy, đã quy hoạch nhà ở là nhà ở, mà đã quy hoạch gọi là khu trung tâm thương mại là thương mại. Nó giống như chúng ta phải học 100% là học ai, là chúng ta hãy học bên bây giờ Hưng Yên ấy, một khu đô thị mới mà nước ngoài đầu tư ấy. Đấy, rất là chuẩn của Malaysia ấy. Đấy, thì rõ ràng là khu đấy họ làm rất là tốt, đối dương họ làm quá tốt. Đấy, nó họ tốt hơn cả, nói khẳng định bằng tốt hơn cả Vingroup làm những khu đô thị nhá. Thì nó là một cái khu đô thị có thể nói rằng cây xanh rất là nhiều, đâu ra đó khu thương mại là khu thương mại, khu ở là khu ở, khu trồng cây là trồng cây, và được khu công viên là công viên, được trồng cây rất là chuẩn các bạn, và nó được gọi là eco ạ, thưa quý vị. Đấy, thì nếu mà ai Hà Nội sẽ biết đó là khu những Hưng Yên nhá, nó không phải Hà Nội nhá, nó là Hưng Yên, nó trực thuộc của tỉnh Hưng Yên. Đấy, thì đấy thì mình hy vọng rằng là những cái khu đô thị do nhà nước Việt Nam đầu tư, do các tập đoàn nhà nước Việt Nam đầu tư, hãy học tập các tập đoàn nước ngoài cũng như các tập đoàn tư nhân mà họ đã có những cái kinh nghiệm hoặc họ làm đẹp rồi, như Vingroup hay là Eco Park vân vân, họ đã làm rất là đẹp và họ có những cái chính sách hay là có những cách bảo vệ hay là họ có những quy định nội quy rất rõ ràng cho những cư dân đó. Chứ bây giờ đấy, nhiều khu đô thị mới của Việt Nam xây rất là đẹp, nhưng cuối cùng là sau một thời gian thì buông lỏng quản lý, thì ông thích xây là đặc biệt như khu đô thị Vân Canh ấy, mà bọn mình làm Việt Nam Clean Up ấy, cực chán có vị ạ. Nhà còn tự nhiên đập bì cũng xây cao hơn cả cái quy hoạch chung. Nó làm đi, thực ra chính những ông mà đang quản lý cái khu đô thị Vân Canh là ông phá giá luôn, ông phá hỏng luôn. Những người văn minh hiện đại họ sẽ không bao giờ họ đến đây ở, mình nói thẳng luôn. Và giá thành không ở đắt được, tại vì họ có tiền rồi thì họ sẽ tìm những đấy là thôi. Thôi, cũng lại một lần nữa thì mình đang lái xe thì lại xin chào quý vị và tạm biệt nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.